Những món này đều là anh làm à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy. Hôm nay tôi quả thật rất vui. Nào, uống đi. Quan trước đi. Ông chủ Thiếu à, anh đi đâu vậy? Tôi ra ngoài một chút. Bây giờ anh phải đi à? Tôi vừa mới nhận mệnh lệnh, bổ nhiệm tôi giữ chức đội trưởng đội 866, lập tức lên chiến trường. Có những lời nếu như bây giờ không nói, e rằng không còn cơ hội. Anh nói đi. Nếu như tôi nói lần đầu tiên tôi gặp cô đã thích cô rồi, cô sẽ không cảm thấy buồn cười chứ? Tôi không có tham vọng gì. Tôi ở trên chiến trường giết người vô số, nhưng mà đối với phương diện tình cảm, tôi không có tư cách. Ngay cả mạng sống cũng không phải là của bản thân. Nhưng mà tôi muốn để cho cô biết, tôi đã coi cô là người thân rồi, là người thân nhất trong lòng của tôi. Cảm ơn cô để tôi gặp được cô ở trong trận chiến này. Tạm biệt. Thiếu tá Cận, anh nhất định phải sống sót quay trở về. Nghiêm, bước đều bước. Lái mau lên, đi theo đi. Ông chủ Thiếu, sao anh lại tới? Bên ngoài lại thả bơm. Tôi có chút lo lắng. Đi đâu vậy? Cận thiếu tá lên chiến trường rồi. Trước khi đi, có giao Bạch phó quan nhờ tôi chăm sóc. Tôi định đưa cậu ấy về đồng lý dưỡng thương. Đi đồng lý à? Tôi đi cùng cô. Anh đi cùng chúng tôi. Dư tiểu thư, ông chủ Thiếu bảo tôi nói với cô, ông ấy đi đồng ý, bảo cô không cần chờ. Đi đồng ý à? Dừng. Như ca, sao về rồi? Cha, bọn họ là ai? Cha à, anh ấy là Phương Nguyên, là người lần trước cứu con. Còn đây là Bạch phó quan, anh ấy bị thương ở trên chiến trường, vì vậy con đưa anh ấy về đây. Đồng lý, hồ nước bao quanh là nơi tốt nhất để dưỡng thương. Bác Trần à, làm phiền rồi. Đừng khách sáo, mời. Trần Tự Ngô tôi tuy rằng không thể lên tiền tuyến, nhưng mà sẽ dốc hết sức nếu vẫn có thể làm được. Các cậu cứ ở đây. Sớm đã nghe danh bác Trần là người trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay Phương Nguyên mới được gặp. Đâu có đâu có. Tôi dùng bài thuốc lưu lại hàng trăm năm của Trần gia chúng tôi điều chế cho cậu ấy, sẽ sớm khỏe lại thôi. Như ca, đi đến phòng thuốc với cha một chút. Dạ.
Ông chủ thiếu, đây chính là tháp Trân Châu. Đây chính là tháp Trân Châu lưu truyền mấy trăm năm. Bình đàn hát rất hay. Nói đại tiểu thư có tình có nghĩa, đem Trân Châu tháp tặng cho một thư sinh nghèo Phương Khanh, kết được một mối lương duyên. Đại tiểu thư bây giờ còn hơn năm đó, hành nghề y cứu đời, trọng tình trọng nghĩa, không hổ danh là truyền nhân của Trân Châu tháp. Trần phu nhân, không biết tìm tôi tới là có chuyện gì? Cậu và Như Ca có quan hệ gì? Cậu mơ hồ không rõ ràng chạy tới nhà một cô gái. Cậu có từng suy nghĩ tới danh tiếng của Như Ca nhà chúng tôi không? Mẹ à, con và Phương Nguyên không làm chuyện gì xấu hổ cả. Con quên thân phận của bản thân à? Con vẫn còn Khởi Văn. Trần phu nhân, đừng nói Chu Khởi Văn đã chết. Cho dù hắn chưa chết, hắn còn chưa thành thân với Như Ca. Như Ca vẫn tự do. Lời này của cậu có ý gì? Cậu và Như Ca lẽ nào thật sự là đúng? Cháu thích cô ấy. Không gặp được cô ấy, cháu đứng ngồi không yên. Vừa gặp cô ấy, cháu liền vui vẻ. Vừa mới rời ra thì liền nhớ nhung. Cháu muốn cùng cô ấy mãi mãi bên nhau. Lần đầu tiên trong đời Phương Nguyên cháu có cảm giác như vậy. Bọn Nhật sắp đánh tới, hầu như không có ai có thể nắm chắc được vận mệnh. Nhưng mà cháu có thể thề, mạng của Phương Nguyên cháu đời này sẽ gắn liền với Trần Như Ca. Chỉ cần cháu còn sống, cháu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Về phòng hết đi. Dạ. Cha, chuyện này cùng tôi tới thư phòng một chuyến. Bác Trần à, những lời vừa nãy cháu nói trước mặt bá mẫu có phần hơi thất lễ một chút, nhưng mà đây là tình cảm chân thật của Phương Nguyên cháu. Tôi biết cậu, cậu từng cứu Như Ca. Thời thế loạn lạc, cho dù là Tô Châu hay là Đồng Lý, nguy hiểm khắp nơi. Tôi cũng muốn đem hai đứa con gửi gắm cho những người đáng tin. Nhưng mà cái chết của Khởi Văn là một đả kích quá lớn. Lúc này, cháu tin lúc này cũng là lúc mà Như Ca cần sự quan tâm và chăm sóc nhất. Hay, rất hay. Hay. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, tặng cô, tặng cô. Đây là cái gì? Cô xem đi. Xem rồi sẽ hiểu. Đây đều là anh vẽ à? Đúng, đều là tôi vẽ. Ngày nào cũng vẽ. Càng vẽ lại càng muốn vẽ. Hát diễn lai. Anh không quay về thành nữa à? Không về nữa. Ở trong thành, lũ giặc ngày nào cũng thả bom. Tôi nhát gan không ngủ được. Đồng Lý cũng bị thả bom. Đồng Lý không giống. Nhị tiểu thư, không phải cô cũng ở Đồng Lý à? Mỗi ngày đều nghe cô hát, trong lòng đặc biệt thoải mái, ngủ đặc biệt ngon. Nhị tiểu thư à, cô thật sự muốn bái Nghiêm Tuyết Tùng và Châu Nghệ Chu làm thầy à? Đúng, tôi muốn cả đời này hát bình đàn. Vậy cả đời này tôi đều nghe cô hát. Vậy không được. Hát diễn lai, anh là một người đàn ông, nên làm đại sự. Sau này đừng vẽ tôi nữa, vẽ tôi xấu như vậy. Nhị tiểu thư,
Cậu cướp tập tranh của tôi, còn dám giải nhị tiểu thư à? Đừng có dẫm. Cốc Đa, cậu làm gì vậy? Hách Diễn Lai, tranh của tôi. Làm gì vậy? Nhị tiểu thư, con cóc ghẻ này đòi ăn thịt Thiên Nga, rách hết rồi. Sao cậu có thể? Không sao, rách rồi tôi cũng cần. Thật sao? Nhị tiểu thư, ngày mai tôi vẽ cho cô một bức mới rồi tặng lại cho cô. Chúng ta đi thôi. Đây chính là Trân Châu Tháp trong truyền thuyết. Đúng, Trân Châu Tháp này được làm bằng vàng, trân châu khảm nạm mà thành. Viên ngọc ở trên đỉnh đến từ Ba Tư, là viên trân châu ở một làng ven đảo Ba Tư. Anh nhớ trong bài hát Bảy năm hải đáy nguyệt minh tinh, kết lại thành tháp linh lung bảy tầng. Trong mỗi cửa đều trang trí giống như Phật, mọi ngóc ngách đều giác vàng. Anh vẫn luôn cho rằng lời bài hát là diễn dịch 300 năm nay của nghệ nhân Bình Đàn, không ngờ được vật báo truyền lại cho đời sau, còn tinh xảo hơn cả trong lời bài hát. Phương Nguyên, bây giờ em giao nó lại cho anh. Giao cho anh à? Vật báo quan trọng như vậy sao anh có thể nhận? Nó là của hồi môn của em. Từ Đồng Lý về Tô Châu, em không còn một mình nữa rồi. Anh đã hiểu. Cốc Đa, cậu nhìn đủ chưa? Mẹ cậu năm đó chết vì Trân Châu Tháp. Cậu ở nhà họ Trần chịu đựng nhiều năm như vậy là vì Trân Châu Tháp đúng chứ? Đáng tiếc bây giờ bị Phương Nguyên lấy mất rồi. Tôi thấy cả đời này của cậu cũng không gặp lại được. Tôi thề với trời, tôi nhất định cướp lại Trân Châu Tháp, báo thù cho mẹ. Cậu cũng chỉ biết ở đây thề với trời, còn có thể làm gì? Cô cứ chờ mà xem. Tôi nhất định khiến Trần gia tan nhà nát cửa. Thời gian này cậu và Miko phối hợp rất ăn ý, tôi rất yên tâm. Đó là vì năng lực của tiểu thư Miko hơn người. Nếu đã hợp tác, vậy thì các con chính là một thể thống nhất, không phân biệt, đồng sinh cộng tử. Bởi vì nếu như một người trong đó gặp nguy hiểm, vậy thì hiểm nghi lớn nhất không phải kẻ địch, mà là người thân cận nhất bên cạnh. Rõ. Sự an toàn của tiểu thư Miko, học trò nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ. Cậu nên biết, quân đội Trung Quốc liều chết cũng không ngăn cản nổi bước chân của đại đế quốc Nhật Bản. Thượng Hải đã sắp thất thủ, có phải sắp đánh tới Tô Châu rồi không? Lập Văn, xu hướng tất yếu thôi. Thượng Hải chiến đấu gian khổ, cần sự cung cấp của Tô Châu hỗ trợ hết mình. Lập Văn, đại bổn doanh đối với công việc trước mắt của chúng ta vô cùng hài lòng, hạ lệnh phải tiếp tục tăng cường ném bom xuống Tô Châu. Rõ. Ngoài ra, nhân viên đánh thức tôi một năm trước đang được sắp xếp mai phục ở Tô Châu. Cậu biết phải làm sao rồi chứ? Có điều lần này mục tiêu là quân nhân hay là cũng có người dân bình thường? Thời kỳ chiến tranh không có ai được gọi là dân thường cả. Chiến thắng chính là mục tiêu duy nhất của chiến tranh. Vì vậy, cho dù phải trả giá lớn cách mấy, tôi nghĩ điều đó là xứng đáng. Hiểu chưa? Rõ.